Rồi, uh, trước khi mình đi đến cái phần tiếp theo thì mình sẽ giải thích cho anh em thêm về cái chế độ GAMBLE trong cái trò này luôn Đấy thì khi các anh em mà đã có đầy đầy cái BLOOD SHARD này rồi Đấy, cái BLOOD SHARD này rồi Nó gọi là mảnh máu ấy, mảnh máu Đấy, BLOOD là máu không SHARD là mảnh, mảnh máu Đấy Thì khi mà các anh em đã đầy cái này rồi Thì các anh em sẽ đến gặp Kadala Thì trong bất cứ ách nào cũng sẽ có Kadala Đây, Kadala này Nó là cái con NPC này này Đấy. Thì Kadala sẽ cho các anh em option để các anh em có thể gamble, các anh em cờ bạc. Đấy. Các anh em thấy toàn đồ hỏi chấm không? Mình không biết là đồ gì. Thì các anh em cần cái slot đồ nào thì các anh em sẽ nói chuyện với Carla để các anh em gamble cái slot đồ đó. Nó có thể nhẫn, nó có thể là dây chuyền hoặc là nó có thể là giáp. Thì thường thường ra trong cái trò này đại đa số người chơi người ta sẽ gamble uh, quiver này là cái cái bao đựng đựng uh, tên này hoặc là offhand hoặc là giáp thôi tại vì những cái món đó nó rất là rẻ nó chỉ có 25 đồng này các anh em thấy không 25 black thôi còn như kiểu là vũ khí này Rất là đắt 75 lại lận luôn này Hoặc là như kiểu là dây chuyền là rất là đắt 100 đồng thì gần như là không ai làm cả Nhẫn thì còn có thể Nhẫn thì thi thoảng nhưng mà nó vẫn đắt so với cả Những cái đồ còn lại là 25 thôi đấy Thì ví dụ như là bây giờ mình đang cần uh, Mình cũng chả biết mình cần gì Tại vì đồ của mình nói chung là cũng khá là ngon đấy uh, Chắc là thắt lưng đi Bây giờ mình sẽ game một thắt lưng đi Ví dụ thế thì bây giờ mình game một thắt lưng đúng không đấy thì các anh em thấy là gamble như vậy thì nó sẽ có khả năng nó ra đồ xanh hoặc là đồ vàng hoặc là đồ legend hoặc là thậm chí là kể cả ancient legendary hoặc là primal legendary đấy primal ancient legendary nó cũng có thể ra luôn anh em nhé ví dụ như là đây có thể là nó ra được một cái món này là ancient legendary này ví dụ chẳng hạn như thế đúng không mặc dù là mình không cần nó nhưng mà nó có thể ra được cả ancient luôn thì đây là một cách để các anh em có thể cày đồ cho nhân vật khác khá là hiệu quả các anh em có thể đi cày rift các anh em có thể cày greater rift hoặc là các anh em đi cày bounty và sau đó các anh em cho một con nhân vật mới các anh em ấy đi gamble, đi cờ bạc để mà có thể ra những cái đồ mà các anh em cần cho con nhân vật mới đó. Đấy. Thì đấy là một cách để các anh em có thể build đồ cho một nhân vật mới trong cái trò này mà không cần phải pha trên cái con nhân vật đó. Và có một cái nữa mình cũng muốn giải thích cho các anh em trước khi mình kết thúc cái video này. Đó chính là về cái cơ chế lên level của Diablo 3. Nó cũng sẽ rất là khác biệt so với Diablo 2. Đấy. Thì các anh em thấy ở đấy, cái phần level của mình nó sẽ có hai con số. Hai con số đúng không? Một con số màu trắng và một con số màu xanh. Vậy thì mình giải thích nó như thế này. Khi mà các anh em bắt đầu chơi cái trò này, các anh em sẽ bắt đầu từ level 1. Level 1, level 1 trắng nhá. Level 1 đúng không? Và level 70 sẽ là level tối đa của level trắng. Level 70 là tối đa. Thì cái level 70 này này. Các anh em hiểu đơn thuần là nó là khi mà các anh em đạt đến level 70 ấy là khi các anh em chính thức bắt đầu chơi cái game này. Còn từ level 1 level 70 thì nó như kiểu là tutorial thôi, nó kiểu hướng dẫn chơi thôi, đấy. Khi mà chúng ta lên được level 70 là lúc cái game chính thức bắt đầu. Và khi mà các anh em biết cách thức farm lên level 70 rồi ấy, thì nó rất là nhanh. Farm nhanh lắm luôn các anh em đừng lo. Đừng lo cái chuyện lên level 70 nhá. Nó là một cái chuyện rất là đơn giản thôi. Nó sẽ có hai cách, một là các anh em tự farm. Hai là các anh em nhờ khác kéo. Đấy nhờ khác kéo như thế nào thì mình sẽ hướng dẫn cho các anh em luôn cách để mà nhờ khác kéo như thế nào cho nó hiệu quả. Đấy, không cần có bạn nhé Mà mình vẫn có thể nhờ người khác kéo được Rất là dễ thôi Đấy Thì khi mà các anh em lên level 70 Thì là lúc cái game này nó chính thức nó bắt đầu Đúng không Thì khi mà mình lên level 70 ấy, Đồng nghĩa việc rằng là cái game này nó sẽ unlock Nó sẽ mở khóa tất cả Đồ level cao nhất trong cái game này Và đồ level cao nhất trong cái game này Nó là đồ level 70 Các anh em thấy ở đây này Nhưng cái mình đang dùng là require Cái dòng cuối cùng ấy, ở phần dưới cùng phía bên tay phải của màn hình Require level là 70 Tức là đồ level 70 là cao nhất Thì các anh em cứ hiểu nôm na là cái level màu trắng ấy này Nó là item level Mình lên 70 là để mình unlock Đồ level cao nhất Đấy là cái quan trọng nhất đúng không Và đồ level cao nhất là 70 Đấy, chấm hết Và cái level màu xanh này này Cái 2451 này này Nó gọi là Paragon Level Vậy thì Paragon Level nó là cái gì? Paragon Level nó chính là cái cái bảng này Các anh em bấm một nút P Nó sẽ hiện ra cái bảng Paragon Paragon Level nó là một cái hệ thống Ở trong Diablo 3 Nó sẽ cho mình cộng rất là nhiều những cái chỉ số khác nhau Nó có 4 tab đúng không? Một là co co thì nó cho mình cộng các cái chỉ số main stat Như kiểu là nhân vật của mình là Demon Hunter đúng không? thì chỉ số chính của mình sẽ là dexterity và vitality để tăng máu đúng không dex và vitality ngoài ra thì mình sẽ có thêm cái chỉ số là movement speed tốc độ chạy đấy cái này cũng là một trong những cái chỉ số co đấy, co lõi hoặc là maximum hatred hatred là cái resource là cái này này giống như của mana ấy đấy. mỗi một mỗi một cái nhân vật nó sẽ có một cái loại mana khác nhau thì demon hunter nó có hai bình một là hatred và hai là discipline Monk thì nó sẽ có là spirit Đấy. Barbarian nó sẽ có là Fury Ví dụ vậy Còn Uh, Wizard thì nó sẽ có là Arcane Power để, Vân vân và mây mây để mỗi một nhân vật nó sẽ có một cái bình mana khác nhau Thì ở đây là Maximum chuột là nó bơm cho cái bình bên này Đấy. Và ở cái Tab Offense thì nó sẽ cho mình những cái, những cái stat như kiểu là Tốc độ đánh, Attack Speed này Cooldown Reduction là giảm Giảm Cooldown Đấy. Mỗi khi mà mình dùng một cái skill, ví dụ mình dùng skill này chẳng hạn là nó có Cooldown anh em thấy không, nó quay này Thì cái này là nó giảm cho mình cái phần trăm Đấy. Mà cái này nó Cooldown, làm cho skill nó Cooldown nhanh hơn đấy đơn giản này thôi critical hit chance là cơ hội để mình x-dam đúng không mình crit đấy critical hit damage là cái đam của crit thì trong cái trò này các anh em có thể nhìn được các cái chỉ số ấy, bằng cách là mình bấm vào nút c đúng không character xong rồi bấm vào detail thì ở đây là hiện giờ các anh em thấy là mình đang có 61,5% phần trăm là mình đánh nó ra ra crit đấy sáu mươi phần trăm ra crit và cái lượng crit dam tức là cái lượng x dam mình ấy, nó là 601% phần trăm đây là dam crit dam còn đây là crit chance đây là một trong những cái start quan trọng nhất cái game này, cái game này ấy, chủ yếu là crit chance, crit damage, à, có thể một số build là dùng đến area damage tức là đam lan, Dam, dam, dam area, ấy. và có một cái nữa rất quan trọng là cooldown reduction giảm cooldown để mà cho những cái skill quan trọng như kiểu là vengeance này, này là cái cooldown của nó ấy, là nó gần như Nó không bao giờ nó có cooldown, Đấy, thì mình sẽ tùy build mỗi một build nó sẽ có một cái yêu cầu về cooldown khác nhau, Đấy, nhưng mà quan trọng nhất thì vẫn là crit Dam, crit chance các cái elemental damage như còn là build của mình là build dùng đam lạnh thì mình sẽ có cái cold damage increase bao nhiêu phần trăm đấy ví dụ thế và đam tăng cho cho skill nữa đấy, hungering arrow là chiêu chính của mình đấy, thì mình sẽ tăng thêm đam cho 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 skill đấy. thì đấy là cái tab thứ hai nó là về offense ha tab thứ ba là về defense tab thứ ba về defense đấy thì ở cái tab này nó cho mình cái gì tab này nó sẽ cho mình các cái chỉ số như kiểu là phần trăm máu này phần trăm hai phần trăm máu đấy nó tăng máu của mình lên 25 phần trăm giáp hai mươi kháng tất cả các loại trong này nó cũng có nhiều loại đam đúng không thì nó cũng có nhiều loại kháng ví dụ thế và hồi máu mỗi giây life regeneration là máu hồi mỗi giây đấy. kháng thì nó cũng xem ở đây luôn đi theo này trên này là offense đây là những cái chỉ số tấn công của anh em đây là những cái chỉ số phòng thủ thì các anh em thấy là nhiều loại kháng giáp mình là bao nhiêu, bao nhiêu nghìn đấy chẳng hạn đấy. rồi là kháng vật lý này kháng lạnh, kháng lửa, kháng xét, kháng độc, kháng băng. Đấy, kháng Aken. Trong này nó có là đam Aken, đam đam Holy nữa, đấy. Rồi là phần trăm giảm uh, bị bị stun, đấy bị chậm, đấy, crowd control reduction. Giảm đam mili, giảm đam range, giảm đam từ quái vật elite hoặc là champion, vân vân và mây mây. Thì đây là phần defense, đấy, còn phần máu của mình đây. Còn đây là resource, resource tức là mana, đấy. Còn đây là những cái start khác như kiểu là tốc độ chạy, rồi là phần trăm tìm được vàng, rồi là magic file. Nói chung là magic file trong trò này không, không có đâu. Trò này thì thì không có đồ tăng magic file anh em nhé. Ngày xưa thì nó có. Hồi đầu của Diablo 3 thì nó có. Nhưng bây giờ thì cái magic file này, nó, cái game này nó remove hoàn toàn rồi. Nó bỏ hoàn toàn rồi. Cho nên mình chỉ có gold file thôi, tìm vàng thôi. Còn magic file là không còn nữa. Đấy, bonus experience này thì cũng, cũng có. Đấy. Đấy, ví dụ như vậy và cái tác cuối cùng của nó là utility. Utility thì bao gồm những thứ như gọi là dam lan này, Area damage hoặc là giảm phần trăm tốn mana. Resource cost reduction là giảm phần trăm tốn mana. Ví dụ cái skill này nó tốn uh, ví dụ cái skill nào nhỉ? Đây, à đâu cái skill này đi. Tốn 12 hết chuột, 12 hết chuột đúng không? Thì cái này nó giảm 10%. Đấy, ví dụ thế. Đây là life per hit là mỗi một đòn đánh của mình là mình hút lại một lượng máu, như có đây là hút 8.000 máu, ví dụ thế. Còn đây là nó gia tăng cái diện tích mình nhặt được vàng, nhặt được những cái óp lên. Đấy, gold pickup radius này nó bao gồm cả vàng và cả những cái óp như của anh em thấy từ Rift và Great Rift ấy thì là nó sẽ đều nâng cho mình cái range đó. Đấy. Thì đấy là gold pickup radius. Rồi. Thì uh, đấy về mặt cơ bản thì là đấy là cái Paragon level và Paragon level tối đa ở trong cái trò này nó là 20.000 Paragon. Paragon 20.000. Và trên thế giới thì hình như là cách đây mấy ngày mới có một người chơi ở bên Trung Quốc thì phải server Trung Quốc là mới đạt được đến ngưỡng Paragon 20.000. Nói chung là chơi đến Paragon 20.000 thì khả năng cao là bot. <laughs> Mình nói thẳng là như thế. Để chơi một cái lượng giờ nó 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 không phải là con người rồi anh em ạ. Đến được cái tầm Paragon 20.000 thì nó không phải là con người rồi. Nhưng mà các anh em không cần phải đến Paragon 20.000 để các anh em có thể chơi được độ khó cao nhất là 150 đâu. Đấy. Đặc biệt là season sau các anh em có thể là chỉ cần Paragon 2.000, 3.000 là các anh em đã có thể clear được 150 rồi tại vì season tiếp theo là cái season team của nó rất là mạnh và mình sẽ cố gắng là mình ra một cái video để mà giải thích cho các anh em cụ thể về cái season team của cái mùa tiếp theo cái season tiếp theo để các anh em có thể nắm bắt được thông tin rồi vâng và đến đây thì mình cũng nghĩ là mình cũng đã giải thích cho các anh em khá là cặn kẽ về cái uh, cơ chế level của cái game này thì cũng hy vọng là các anh em sẽ sử dụng được cái kiến thức này cho cái cuộc hành trình của mình sắp tới trong Diablo 3 và hãy cùng nhau tận hưởng cái season 25 sắp tới anh em nhé vào lúc 3 giờ chiều thứ 6 tuần này ngày mùng 10 tháng 12 mình sẽ stream cho nên là nếu anh em nào có quan tâm thì các anh em có thể ghé qua và hang out với mình cũng như là uh, cùng tận hưởng cái season sắp tới đấy một lần nữa cảm ơn tất cả anh em đã ủng hộ và happy slaying